Đứng lại. Tiêu đội trưởng, sao vậy? Quân giật thủ thành, tại sao lại là hải quân? Người tiếp theo, trại nhà họ Triệu vào thị trấn mua chút thảo dược. Người tiếp theo, người tiếp theo. Tiếp theo. Đứng lại. Đứng im. Không được đi. Đừng có sợ. Ba người quay lại mau. Mau lên. Chính là hắn. Trưởng quan, tôi tìm được cho ngài rồi. Tôi đi trước đây. Mấy người làm gì vậy? Đứng im. Chúng tôi bán thảo dược mà. Ngài xem, là thảo dược. Bán thảo dược sao? Anh, duỗi tay thẳng ra. Tay tôi làm sao chứ? Mau, anh mau duỗi tay ra đi. Không được động đậy. Không được động đậy. Mau đặt súng xuống đi. Mau lên, nếu không tôi bắn chết hắn. Mau đặt xuống đi. Nhanh lên. Đi. Đi mau. Tiểu đoàn trưởng, chúng tôi không đủ đạn, làm sao bây giờ? Hai người nghe đây, đường thủy ra khỏi thành còn nhớ chứ? Tôi nhớ. Để súng ở lại, hai người đi đi, tôi yểm trợ hai người. Còn anh, đi mau lên đi, bớt nói nhảm. Được rồi, bảo trọng, mau đưa súng đây. Anh ba à, chúng ta không đi được. Nếu mà chúng ta đi, làm sao nói với đại ca đây? Còn nói gì nữa, đi mau đi. Nếu không đi, băng của chúng ta đều chết. Đưa đây. Tiểu đoàn trưởng, ơn cứu mạng này, hẹn ngày nào đó tôi báo đáp. Đi mau. Đi. Đi. Anh ba à, chúng ta không thể trở về được, làm sao nói với đại ca đây chứ? Ăn nói cái khỉ gì, vậy tiểu đoàn trưởng phải làm sao? Tôi nói cho cậu biết, không phải là chúng ta không quan tâm anh ấy, là anh ấy chủ động yểm trợ thôi. Đi mau.
Tiếp theo, người anh em, nhìn cây roi đã bị tôi đánh rách hết rồi. Cậu nói đi, sao phải chịu khổ như vậy? Trứng sao chọi lại với đá? Nên khai lẹ đi, bớt đau khổ, làm chó săn cho người Nhật. Có xứng đáng với tổ tiên không? Con mẹ mày! Matsumoto Seicho, cuối cùng tôi cũng gặp lại ông rồi. Xem ra cậu có ấn tượng với tôi rất sâu đậm. Ông nợ tôi mấy chục mạng người. Dù ông có quá thành tro, tôi cũng nhận ra. Nhưng mà thật sự tôi phải nhìn cậu với ánh mắt khác. Trong ấn tượng của tôi, cậu từng là kẻ hèn nhát, quỳ ở trước mặt của tôi, giơ cao cờ trắng, giống như kẻ mất nhà, không quý chí chiến đấu. Matsumoto Seicho, ông đúng là súc sinh không biết giữ lời, không đáng tin. Nếu như cậu muốn chết thoải mái hơn thì tốt nhất là nói chuyện với liên đội trưởng. Kính trọng một chút đi. Kính trọng với súc sinh à? Nghe nực cười quá đi. Súc sinh còn phải kính trọng à? Câm miệng. Thưa ngài, hắn muốn chống cự tới cùng, chỉ bằng giết hắn đi, bớt phiền phức. Matsumoto Seicho, ông mau giết tôi đi, hoặc là quyết đấu với tôi. Thưa ngài, giết hắn đi. Khoan đã. Tôi chưa từng hạ mình đấu với kẻ như cậu, cho nên tới giờ tôi vẫn chưa giết được cậu. Chỉ vì tôi thấy hứng thú với những trải nghiệm mới lạ của cậu thôi. Nói đi, cậu từ đâu tới? Tại sao muốn vào thành? Đồng bọn của cậu hiện đang ở đâu? Tiếp tục thẩm vấn. Matsumoto Seicho, ông là kẻ nhát gan, ngay cả dũng khí đấu với tôi cũng không dám. Quân đội hoàng gia đế quốc đều là con rùa rụt cổ thôi. Cậu muốn đấu kiểu gì? Chúng ta đấu tay đôi. Nếu như ông giết được tôi sẽ khâm phục khẩu phục với quân đội Nhật Bản các ông. Nếu tôi giết được ông thì chứng minh quân đội Nhật Bản chỉ toàn là đám phế vật. Mau cút về đảo của các ông mà sống đi. Thưa ngài, tôi không hiểu sao ngài đối xử với một tù nhân như vậy. Thả hắn ra. Nếu vậy thì liên đội trưởng, cậu không tin vào Matsumoto tôi sao? Không dám. Thả hắn ra đi. Thank you.
Tránh ra mau. Lũ hèn nhát, tao là tổ tiên của tụi mày đó, Matsumoto Seicho. Ông có nghĩ đây là cuộc quyết đấu công bằng không? Lùi xuống đi, mau. Đi. Chỉ có hai xe. Chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị. Phải đánh rồi. Lão Hoa, đốt pháo. Xông lên. Giết. Xông lên, nhanh đi. Xông lên, xông lên. Giết. Em gái, em không sao chứ? Không sao. Các anh em, hôm nay chúng ta giàu to rồi. Đi, lên trên xem có những thứ gì. Đi, anh giỏi quá đi. Chuyện nhỏ thôi, tôi chạy trên dốc xuống suýt nữa là không phanh được. Còn ngơ người ra làm gì? Đi xem thử đi, mau lên, nhanh đi. Nào, em gái, đi xem đi. Em gái à, coi thử đi. Cái gì vậy? Đây là cái gì? Đưa tôi. Rượu giang. Rượu giang. Chính là rượu quỷ Nhật heo uống. Đều là rượu giang hả? Tất cả là rượu giang. Một xe rượu đều là rượu giang. Hoàng ma tử. Đang cầm gì vậy? Là thứ gì? Cả xe toàn là rượu của Nhật thôi. Rượu giang là rượu mà quỷ Nhật uống. Tất cả luôn sao? Mở cái hộp đó ra xem coi có gì. Đại ca, bên trong toàn là thư tín. Cái gì vậy? Gì vậy? Không phải làm việc chết rồi à? Cũng không thể nói là không thu hoạch được gì. Anh xem, chúng ta vẫn nhặt được ít súng và đạn dược mà. Vũ khí đạn dược cái gì chứ? Có thể ăn được không? Có vũ khí đạn dược, chúng ta đi cứu đội trưởng được mà. Đừng lải nhải nữa. Đi, nhặt những súng và đạn dược có thể nhặt đi. Mau lên. Đồ an ủi. Đồ an ủi. Mau lên, mau lên. Giải tán đi. Ah!
Ồn ào cái gì? Cẩn thận một chút. Xuống đây. Người bên trong xuống đây. Là một cô gái Nhật Bản. Xuống đây mau. Kêu cô xuống nghe thấy chưa? Xuống đây mau. Nhanh đi. Xuống mau. Đi. Nhanh lên. Đại ca, đứng đây. Nhìn cũng xinh đẹp lắm đó chứ. Cách xa quấy ra đi. Ngẩng đầu lên đi. Kêu cô ngẩng đầu lên không nghe thấy sao? Được rồi em gái em gái. Cô ấy là con gái Nhật, không hiểu tiếng Trung đâu. Một sách, cậu dùng tiếng Nhật nói chuyện với cô ấy đi. Kêu cô ấy ngẩng đầu lên. Phiên dịch đi. Tôi là người Trung Quốc. Biết nói tiếng Trung Quốc. Nói tiếng Trung Quốc được kìa. Tôi thấy cô là người Nhật, biết nói tiếng Trung. Tôi thật sự là người Trung Quốc. Cô còn cứng miệng sao? Tôi xem rốt cuộc cô Tứ Tam Thế có liên quan tới cậu sao? Chị không được giết cô ấy. Tứ Tam Thế làm gì vậy? Lôi đi cho tôi. Có quan hệ gì với cậu chứ? Cậu nhìn trúng cô ta rồi chứ chị. Không phải. Cô ấy không phải là người Nhật đâu. Cô ấy không phải là quỷ Nhật. Tứ Tam Thế, cậu bị ngốc hả? Cô ta ăn mặc như vậy không phải là quỷ Nhật thì là ai đây? Người Trung Quốc đâu có ăn mặc như vậy. Tôi nói cậu nghe, cô này không phải người Nhật thì không phải là hạng tốt lành gì đâu. Quỷ Nhật đều là nam mà. Cô ấy là nữ mà, đâu phải là quỷ Nhật đâu. Cậu người trần mắt thịt không biết được đâu. Nè, tránh ra đi. Cô ấy thực sự không phải là quỷ Nhật mà. Tôi không phải là người Nhật. Tôi là người Đông Bắc. Tôi mặc đồ của Nhật Bản. Là tôi bị ép. Tôi thật sự bị bắt làm gái mua vui. Cái gì? Mọc sách. Gái mua vui là gì? Gái mua vui là phụ nữ quỷ Nhật bắt về. Tôi từng nghe nói quỷ Nhật Bản bắt rất nhiều phụ nữ Trung Quốc và Triều Tiên, nhốt bọn họ lại để bọn chúng làm việc xấu xa. Người Nhật Bản bắt nạt cô ấy. Cô ấy là người Trung Quốc. Cô đừng sợ. Tôi không để họ giết cô đâu. Đúng vậy, tha cho cô ấy đi. Một người phụ nữ có thể làm người xấu gì chứ? Theo tôi thấy, bây giờ không rõ thật giả. Đưa cô ấy về thẩm vấn rồi tính tiếp. Quỷ Nhật tới rồi. Đi, mau giải cô ta đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đừng để cô ta chạy. Cô đi theo tôi. Dừng xe. Mau xuống xe đi. Đi mau. Đi theo mau. Mau lên. Nhanh đi. Mau. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Nhanh Ngựa nào. Tại Phim TV. Anh ơi, quỷ Nhật sắp đuổi kịp rồi. Làm sao bây giờ? Chạy hướng nào đi? Hồi Trướng Triệu. Đường về Sơn Trại lỡ bên kia. Đi mau. Không được, không được. Chạy bên này đi. Không nên để cho trại nhà Ngô gặp nạn được. Vậy mau đi mau. Nhanh lên. Cậu ba, còn ngớ người ra làm gì? Đi theo mau. Sao vậy hả? Đi thôi. Anh buông tôi ra. Không được. Chạy mau đi, quỷ Nhật sắp tới rồi. Đi mau. Tôi không chạy nổi nữa. Anh mau chạy đi. Tôi cõng cô. Mau. Anh buông ra đi. Đi. Anh Tư, anh Tư, đây là nơi nào vậy? Nơi này quan du hẻo lánh, ngay cả đường tôi cũng không biết là ở đâu nữa. Có ai biết đường không?
Anh đã không biết thì bọn họ làm sao biết được. Đừng nói nữa. Nè, lên núi đi. Nhanh đi, mau, đi thôi. Mau, đi bên này. Anh bên đó. Dạ. Thẳng tiến. Các anh em đi. Đi mau. Nhanh lên. Mau lên. Người mà quỷ Nhật đuổi là ai vậy? Sao lại có người mặc quân trang, cũng có người dân thường? Hỏng rồi. Mau, đi thôi. Sao vậy? Chạy đến chỗ nào vậy? Quỷ Nhật sắp đuổi đến rồi. Phải làm sao đây? Anh thả tôi xuống đi. Mau lên. Tôi cõng cô chạy cho nhanh. Mau thả tôi xuống đi. Đang làm cái gì vậy? Muốn chạy phải không? Cứ tạm thế, kéo lại cho tôi. Mau lên, mau lên, đừng để cô ta chạy. Đi, đi theo tôi đi, mau lên. Đi đâu bây giờ? Đi theo tôi. Phía trước không có đường, lại chách đá. Mau đi theo chúng tôi đi. Các anh hả? Mau đi đi, không là mất mạng bây giờ. Không quan tâm nhiều nữa, đi thôi. Mau lên, đi, nhanh lên, đi theo đi. Mau lên theo tôi, nhanh đi. Đứng lại. Không được động đậy. Bỏ súng xuống. Bỏ súng mau. Nhanh lên đi. Có nghe không? Thưa ngài, có lẽ bọn chúng men theo rừng cây chạy trốn rồi. Chúng ta mau đuổi theo thôi. Đám người Trung Quốc này quá quen thuộc địa hình, có đuổi theo nữa cũng vô ích. Giải tán. Báo cáo Thái quân, bắt được một tên còn sống. Tốt. Đưa về thẩm vấn. Đưa đi. Quỷ Nhật không đuổi kịp chứ. Ôi mệt quá đi. Cảm ơn hai vị đồng hương. Không cần cảm ơn đâu. Mọi người là quốc quân à. Vậy anh thì sao? Chúng tôi ở trại nhà họ Ngô. Trại nhà họ Ngô? Trại nhà họ Ngô thì khá xa. Sao Quỷ Nhật đuổi anh vậy? Là như vậy, chúng tôi muốn chạy đánh xe của Quỷ Nhật, sau đó nhiệm vụ thất bại nên mới bị bọn họ đuổi theo. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim. Sao mọi người còn đem theo một người phụ nữ Nhật Bản vậy? Cô ấy không phải là người Nhật đâu. Cô ấy là người Trung Quốc. Là người đó nói. Nói cái gì mà gái mua vui gì đó. Sau đó Quỷ Nhật đuổi theo, chúng tôi bèn dẫn cô ấy đi cùng. Nè, các anh làm gì vậy? Chúng tôi là người ở trại Ma Bàng. Tôi từng nghe qua trại Ma Bàng ở sâu trong núi đó. Đúng vậy. Mọi người cũng thoát khỏi nguy hiểm rồi. Chúng tôi phải trở về đây. Tạm biệt tại đây. Các anh đừng đi mà. Tốt xấu gì phải đưa chúng tôi ra ngoài chứ. Mọi người đi thẳng đi, theo con đường này. Vượt qua ngọn núi đó là có thể nhìn thấy đường rồi. Các anh cũng là người bản địa, chúng tôi không dẫn đường cho các anh nữa. Hẹn ngày gặp lại. Cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Được rồi, anh hai à. Anh. Anh hai. Sao mà em cảm thấy hai người họ không giống dân thường vậy? Bọn họ có thể là đệ tử của Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân đó, chuyên đi chỉ đường cho chúng ta đó. Được rồi, không quan tâm nữa. Đi thôi. Đi, mau lên mau lên. Đi thôi, đi thôi. Đây là
phần thưởng cậu xứng đáng nhận được. Sao vậy? Không đủ à? Ông tưởng rằng tôi chưa từng thấy vàng bạc bao giờ sao? Vậy cậu muốn gì? Muốn mạng của ông. Tên khốn kiếp, mau trả đồ đi, mau trả đồ đi. Nếu như cậu không muốn dẫn đường, tôi sẽ giết cậu. Nổ súng đi, nổ súng đi. Đây là của cậu à? Nhìn thấy miếng ngọc bội trên tay của anh ba chưa? Đó là món đồ duy nhất mẹ của anh ba đã để lại trước khi lâm chung. Vốn chỉ định giữ cho con dâu, nhưng mà anh ba vẫn luôn không tìm ai. Ngọc bội quan trọng với anh ba, giống như là sinh mệnh của anh ấy vậy. Mau trả đi, mau trả đi, mau trả cho tôi, mau trả đi. Trả đây cho tôi, trả cho cậu cũng được, nhưng mà cậu phải đưa tôi tới trại Ngô gia. Đồng đội của cậu đã cướp đi thứ mà tôi trân quý nhất, chúng tôi đương nhiên phải lấy về. Còn cậu sẽ làm người dẫn đường cho chúng tôi, cũng tiến về phía trước. Trại Ngô gia. Tôi không đưa ông đi được. Tôi cầu xin ông, mau trả lại cho tôi đi. Tiểu Bạch Long, đừng, 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 đừng mà. Tôi có thể tự đi, tự đi trại Ngô gia, lấy lại đồ máu muốn cho ông. Tôi mang về đây, được không? Bọn họ còn có thể tin cậu sao? Cậu đưa tôi đi đến đó, sau đó tôi trả nó lại cho cậu. Tôi có một cách. Nói mau. Chúng tôi đi cướp xe quân chính là muốn cứu một người. Người nào? Triệu Quốc Dũng. Triệu Quốc Dũng, nghe nói anh vẫn cứng đầu như vậy, không muốn nói cái gì. Còn chiêu gì cứ sử dụng đi, anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi đưa anh đến đây không phải là muốn tiếp tục thẩm vấn anh. Nếu như anh đã không muốn hợp tác cùng chúng tôi rồi, sao chúng tôi có thể miễn cưỡng anh được chứ? Hay là mời bạn cũ của anh đến nói chuyện với anh đi. Vào đi. Hai người từ từ nói chuyện đi. Chúng tôi vì muốn cứu anh đã cướp xe quân của quỷ Nhật. Lúc chạy trốn tôi đã bị lạc, rồi bọn chúng bắt được tôi. Anh đã nói gì với chúng rồi? Không có. Không nói gì hết. Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của anh đi kìa, còn nói là không nói. Muốn làm phản đồ chứ gì? Tôi không có phản bội. Bọn chúng làm vậy
là có điều kiện. Điều kiện gì? Bên trong xe quân mà chúng tôi cướp có một thứ đồ quan trọng. Là gì? Không nói. Matsumoto nói chỉ cần trả lại đồ cho chúng là có thể đảm bảo an toàn của mọi người. Còn nữa, bọn chúng cũng sẽ thả anh. Điều kiện là anh phải đi cùng với bọn chúng. Triệu Quốc Dũng, anh đã từng cứu tôi một mạng. Tôi từng nói ơn cứu mạng sẽ có ngày báo đáp. Hôm nay ân tình này coi như tôi đã báo đáp rồi. Có nhận hay là không, anh tự mình làm đi. Anh qua đây. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Lúc đó lẽ ra tôi nên để anh chết đi cho rồi. Dán ra ngoài đi. Matsumoto, ông nghe cho rõ đây. Không giết tôi, ông nhất định sẽ hối hận. Cậu Bạch, bây giờ xem ra Triệu Quốc Vũ không hề muốn hợp tác cùng chúng ta rồi. Cho nên nhiệm vụ dẫn đường vẫn là do cậu phụ trách. Có được thứ mà ông muốn, lập tức thả Triệu Quốc Vũ ra. Yên tâm đi, chúng tôi cũng sẽ đưa Triệu Quốc Vũ đi cùng. Đến lúc đó cậu sẽ bàn bạc với họ giao lại đồ cho chúng tôi. Nếu như bọn họ giao ra đồ của chúng tôi thì lúc đó giao dịch của chúng ta cũng hoàn thành. Còn nữa, bảo đảm an toàn cho mọi người, tôi sẽ làm. Nói lời giữ lời. Thưa ngài, yên tâm đi, tôi sẽ cho người đưa phu nhân và lễ vật trở về. Lần này tôi phải tự mình dẫn quân. Thưa ngài, đường núi vào ban đêm rất khó đi. Nếu ngài tự mình đi sẽ rất vất vả, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Để chúng tôi làm cho. Tôi biết chứ. Chúng ta mất đi thứ gì hả? Đó chính là cờ thưởng của thiên hoàng tặng. Nếu như không thể tìm về, tôi chỉ có thể mổ bụng tạ tội. Tôi hiểu rồi. Dẫn theo một tiểu đội tháo giác, nhất định phải tìm được đồ và giết sạch người ở đó. Rõ. Đằng trước là trại Ngô gia. Thưa ngài, tôi đem vài người bí mật tiếp cận gần sân trại. Không cần đâu, trực tiếp phát động tiến công. Chỉ cần giữ lại vài người sống để hỏi tung tích món quà bút tích của thiên hoàng. Thưa ngài, phu nhân sống chết không rõ, nếu trực tiếp tấn công thì quá mạo hiểm. Lẽ nào cậu tin phu nhân vẫn còn sống à? Cậu nghĩ gì vậy? Chúng ta chỉ cần cướp lại quà của thiên hoàng, như vậy là được rồi. Thưa ngài, ngài đã đích thân đến đây, lẽ nào ngài không tin phu nhân vẫn còn sống à? Phu nhân rơi vào tay của kẻ địch thì không sống sót được. Chúng ta đến đây để tìm quà của thiên hoàng, đã rõ chưa? Thưa ngài, thực thi mệnh lệnh. Dạ. Xuất phát. Là giặc Nhật, là giặc Nhật, giặc Nhật tới rồi. Có chuyện gì vậy? Hội trưởng Triệu, hội trưởng Triệu, chú hai, giặc Nhật tới rồi. Cái gì? Sao bọn họ tìm được chỗ này chứ? Chú hai,
Cô đứng yên đi, cô đừng chạy mà. Giặc Nhật tới rồi. Bây giờ tôi có thể nói cho các người biết thân phận của tôi. Tôi là vợ của Matsumoto, trung đoàn trưởng trung đoàn 3, thủy quân lục chiến, hoàng quân Nhật Bản. Tôi tên là Matsumoto Keiko. Cô ấy đang nói gì vậy? Khổng Lập Tân à, mau dịch đi, cô ấy nói gì vậy? Mau nói đi. Cô ấy nói cô ấy là vợ của Matsumoto, cô ấy tên là Matsumoto Keiko. Đã nói với cậu của ta là người xấu rồi kia mà. Tôi đã nói rồi, không phải là hạng tốt lành gì đâu. Mọi người cứ cản tôi. Tôi đã sớm nhìn ra cô ta không phải là người tốt rồi. Nếu trong các người có người hiểu tiếng Nhật, vậy tôi không cần giải thích nữa. Bên ngoài chắc chắn là chồng tôi phái hoàng quân Nhật Bản tới đây để cứu tôi. Bây giờ các người chỉ cần thả tôi ra, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho các người. Còn nếu không, bây giờ tôi bắn chết cô. Không được. Em đang làm gì vậy? Đừng cản em. Không được đâu, bình tĩnh đi. Cô ta nói cô ta là vợ của Matsumoto mà. Chúng ta bắt giữ cô ta để làm con tin. Đúng rồi, đúng rồi. Chỉ cần cô ta ở đây thôi, trong lòng chúng ta cũng an tâm hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Mau trói cô ta lại đi, nhốt lại. Đi, đi mau. Nhanh lên. Chú Hai à, chú dẫn người bên chú di chuyển trước đi. Những người còn lại theo tôi tới tường trại. Đi, nhanh lên. Hỉ Mùi Tử, em ở đây chờ đi. Được rồi, vậy tôi ở đây. Lỡ anh có cần gì cũng có người phối hợp. Được rồi. Chú Hai, chú Tư, đàn ông trong trại, chúng ta đi bảo vệ trại đi. Đi, đi thôi. Chuẩn bị tấn công. Cậu ba, là cậu ta. Tôi đã nói sao mà giặc tới đây được. Quá ra là có kẻ phản bội. Khủng khiếp. Quá ra có kẻ phản bội. Tôi đã sớm nhìn ra có gì đó sai sai rồi. Hai người nhớ kỹ cho tôi, lát nữa lúc đánh nhau thì bắn Tiểu Bạch Long trước. Không ai được phép nương tay, nghe rõ chưa? Đại ca yên tâm đi, Tiểu Bạch Long đã không còn là anh em của chúng ta nữa rồi. Không ai được nương tay. Cậu đã nhớ kỹ chưa? Các anh em đừng nổ súng. Tôi có chuyện muốn nói. Tiểu Bạch Long, tôi bắn chết cậu. Hoàng Ma Tử, anh đừng manh động. Nghe tôi đi. Đại ca, tôi dẫn người Nhật tới cũng là bất đắc dĩ. Xin lỗi các anh em. Cậu bắn đứng anh em của mình. Tiểu Bạch Long, anh đúng là tên cặn bã của dân tộc. Cậu là thứ khốn nạn, tôi phải đập chết anh. Cậu là thứ phản bội. Đừng nói nhảm nữa, nói chuyện chính đi. Tôi dẫn người Nhật đến đây là muốn lấy một món đồ. Chỉ cần trả lại đồ cho họ, hắn có thể đảm bảo chúng ta an toàn. Món đồ? Bọn chúng không phải tới tìm vợ của hắn chứ? Tìm món đồ gì? Là lá cờ. Chỉ cần trả lá cờ cho bọn họ, bọn họ đảm bảo cho mọi người được an toàn. Lá cờ? Lá cờ nào vậy? Cờ nào vậy? Hả? Lá cờ nào? Có ai nhìn thấy lá cờ gì không? Phải rồi, tôi có nhìn thấy. Ở đâu? Cậu nhìn thấy hả? Ở đâu vậy? Nhóc câm lượm được. Cậu lấy lá cờ ra đi, mau lên. Sau đó bị Tam Thế đốt đi rồi. Tôi... Cậu đốt nó làm cái gì? Đó là đồ của bọn Nhật Bản mà. Anh nhìn đây nè, còn như một mảnh vải thôi.
Trời ơi, đã đốt thành ra như vậy rồi, cậu đúng là ngốc thật đó. Thiệt tình à. Người đối diện nghe đây, hoàng quân Nhật Bản luôn giữ lời hứa, chỉ cần các người giao lá cờ ra, chúng tôi sẽ không làm hại các người. Nếu không thì tất cả những người ở đây đều biến thành tro bụi. Nếu như các người thấy điều kiện này chưa phù hợp, vậy thì chúng tôi sẽ thêm một điều kiện nữa, có được không? Quốc Vũ, Quốc Vũ, tiểu đoàn trưởng Triệu, anh Quốc Vũ, tiểu đoàn trưởng Triệu, tiểu đoàn trưởng Triệu, thấy sao? Các người giao lá cờ ra, chúng tôi sẽ thả trưởng quan các người. Còn nếu không thì tôi bắn chết hắn. Đừng bắn, đừng bắn. Quốc Vũ, đại ca, mau đưa lá cờ qua đây. Nếu không tiểu đoàn trưởng Triệu sẽ chết. Anh thắp xuống đi, mau thắp xuống, nhanh đi. Anh hai à, anh hai, làm sao bây giờ? Chúng ta phải nghĩ cách cứu Quốc Vũ ra. Thứ người Nhật cần là lá cờ, chúng ta lại không có. Thằng khờ này, cậu đốt mạng của Triệu Quốc Vũ rồi. Bây giờ anh chửi cậu ấy cũng đâu có được cái gì đâu. Không phải là vợ của Matsumoto đang trong tay chúng ta sao? Chúng ta trao đổi với Quốc Vũ đi. Nói thì nói như vậy, nhưng bây giờ chúng tới là vì lá cờ mà. Cho dù những người phụ nữ đó ra, bọn chúng cũng chưa chắc chịu đâu. Lá cờ đó còn quan trọng hơn vợ quán hả? Em nói cho anh nghe, hắn ta sợ chúng ta nghĩ ra chiêu này nên quyết nói vậy thôi. Không phải đâu, tôi thấy hội trưởng Triệu nói phải đó. Cô không biết đâu, trong mắt của bọn giặc, Nhật Hoàng quyền lực cao nhất. Bọn họ vì Nhật Hoàng ngay cả mạng sống mình cũng không cần, thì mạng sống cô vợ đó có là gì? Không lấy được cờ, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Tôi liều mạng với chúng. Em đừng có lúc nào cũng hấp tấp như vậy có được không? Không cứu Quốc Vũ làm sao em sống được? Đợi một chút đi. Không cần thì cậu nhớ lá cờ của hắn có hình dáng ra sao hay không? Nhớ, có nền màu trắng chữ đen, theo thần binh Yamato, trên mặt còn có chữ của Hirohito Nhật Hoàng. Tôi có một cách nè. Là cách gì? Mau nói nhanh đi. Lão Hoa, Nhị Lăng Tử, ai có thể nói một câu được không? Đồ đang trong tay mọi người. Thưa ngài, chuẩn bị tấn công. Rõ, chuẩn bị tấn công. Nè, không được nổ súng. Không được, không được. Không được nổ súng. Không được, không được. Mọi người nói gì đi chứ? Bọn họ nổ súng bây giờ. Cách gì cậu mau nói nhanh lên đi. Phải đó, phải đó. Các anh quên tôi làm nghề gì rồi hay sao? Không phải là coi bói hả? Đúng rồi, tôi may quân phục cho các anh mà. Đúng rồi ha, tôi quên mất cậu là thợ may. Tôi có thể nghĩ ra cách dựa theo lá cờ đó làm một cái khác. Còn đợi gì nữa, mau làm đi. Đúng rồi anh vợ, anh làm nhanh đi. Mau nói chuyện với bọn chúng để câu giờ đi. Được rồi, được rồi. Các người khoan đã. Các người khoan đã. Lá cờ mà các người cần đúng là đang ở trong tay của chúng tôi. Chỉ cần các người bỏ vũ khí xuống thì tất cả chúng ta thương lượng thêm một lần nữa. Nếu đã vậy, xin lập tức giao lá cờ cho chúng tôi đi. Vậy các người thả tiểu đoàn trưởng của chúng tôi ra trước đi. Tôi không nhìn thấy lá cờ thì sẽ không thả người. Chúng tôi biết rõ tầm quan trọng của lá cờ đó, cho nên không hề mang bên người mà giấu trong thôn trại sau núi rồi. Xin các người cho chúng tôi thời gian để cho người đi lấy. Thưa ngài, cẩn thận quỷ kế của họ. Sao tôi có thể tin được các người đây? Tin hay không thì tùy, nhưng mà tôi có thể tiết lộ cho ông biết, lá cờ đó nền trắng, màu chữ đen, trên mặt có viết năm chữ thần binh Yamamoto, còn có chữ ký của Nhật Hoàng Hirohito. Thưa ngài, xem ra lá cờ đang ở trong tay của bọn họ là thật rồi. Tôi biết rồi. Được rồi, tôi cho các người một tiếng đồng hồ. Đến lúc đó, sau một tiếng các người không giao lá cờ ra, tôi giết tất cả các người. Nói cái gì vậy? Hắn nói là cho chúng ta một tiếng đồng hồ. Cái gì?
Một tiếng làm sao mà đủ? Tôi đâu phải là thần tiên, ít nhất cũng phải hai tiếng. Mau lên, mau lên, mau lên đi. Một tiếng đồng hồ là quá ngắn. Núi cao đường xa, người của chúng tôi lại còn tìm kiếm, ít nhất cũng phải hai tiếng đồng hồ. Không được, hai tiếng là quá lâu. Vậy chúng tôi không còn cách nào khác. Một tiếng chắc chắn là không thể rồi. Chúng tôi chỉ có thể quyết chiến với các người một trận. Chỉ tiếc là các người sợ là sẽ không bao giờ được nhìn thấy lá cờ của hoàng quân Nhật Bản nữa. Thưa ngài, phải làm sao đây? Vậy được, tôi cho các người hai tiếng. Sau hai tiếng, nếu các người không đem cờ ra, hoàng quân Nhật Bản sẽ san bằng thôn trại của các người, giết hết tất cả. Nè, hắn nói gì vậy? Đồng ý rồi, đồng ý rồi là hai tiếng. Đồng ý rồi hả? Anh Tư, mau đi tìm giải cho mấy giá đi. Được rồi, mau lên, mau lên. Đi mau, đi mau. Được rồi, mau lên đi. Khoan đã, tôi còn có một điều kiện. Còn điều kiện gì nữa? Các người trói người đó lại rồi đẩy qua đây. Nếu không thì tôi thà đồng quy vô tận với các người cũng không giao lá cờ ra đâu. Tôi đập chết anh. Matsumoto, Matsumoto, chúng ta đã nói rồi, đảm bảo an toàn cho mọi người. Ông không thể không giữ lời. Cậu Bạch, tôi đã nói bảo đảm an toàn cho mọi người, nhưng không nói bảo đảm an toàn cho cậu. Anh, hắn có đồng ý điều kiện của anh không? Em tưởng cái thằng khốn kiếp đó trong mắt bọn chúng quan trọng lắm sao? Bọn chúng sẽ đồng ý. Yên tâm đi, tôi sẽ an táng cho cậu. Ngồi yên. Tôi phải tự tay làm. Lão Hoa, Nhị Lăng Tử, đưa cậu ta qua đây. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Lão Hoa, Nhị Lăng Tử. Đại ca, đi. Anh à, đi đi. Đại ca, tôi thật sự không hiểu. Quỳ xuống. Đại ca, tôi thật sự không hiểu nổi. Rốt cuộc tôi sai ở chỗ nào? Tôi đã đưa Triệu Quốc Vũ về. Bọn giặc Nhật cũng nói rồi, chỉ cần đưa lá cờ cho chúng, chúng bảo đảm an toàn cho sơn trại, bảo đảm an toàn cho mọi người. Rốt cuộc tôi sai chỗ nào? Tôi không hiểu. Câm miệng lại đi. Cái sai của cậu là tin người Nhật. Có lúc nào bọn giặc đó nói rồi mà giữ lời đâu? Mở to mắt chó ra mà nhìn cho kỹ vào đi. Nhìn cho kỹ vào. Đám súc sinh này đã làm những gì? Bọn chúng giết bao nhiêu người Trung Quốc, giết bao nhiêu anh em chúng ta rồi. Đại ca, tôi biết. Trong nhà có gia pháp, trong bang có quy định, người bất nhân bất nghĩa đáng trừng phạt. Nhưng mà tôi xin anh, giữ lại một mạng cho Tiểu Bạch Long tôi. Chúng ta vẫn là anh em. Sau này tôi sẽ nghe lời. Chúng ta cùng nhau đánh giặc, được không đại ca? Đại ca,
cậu ba là đại ca có lỗi với các cậu, là lỗi của đại ca. Cậu với nhiều người anh em như vậy đi theo đại ca, vốn dĩ là muốn sống cuộc sống tốt đẹp, nhưng bây giờ sau khi rời khỏi Tứ Xuyên, chúng ta chỉ còn lại được có mấy anh em. Cậu ba muốn trách thì trách đại ca. Đại ca, anh không sai, là Bạch Long sai rồi. Bạch Long vô dụng, Bạch Long đời này là một kẻ không ra gì. Chỉ có một vật giá trị như vậy đi theo tôi cả cuộc đời. Đại ca, đây coi như là của hồi môn cho Phi Yến. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV. Cậu ba, đại ca hỏi cậu một câu, có phải là cậu dẫn dạch tới không? Phải. Ngẩng đầu lên, đàn ông tự mình làm sai thì tự mình gánh vác, không thể trách người khác. Đại ca, cậu ba, sau khi qua đó thầy tôi chào hỏi đầu cá chim, nói là hoàng ma tử tôi xin lỗi cậu ấy. Chắc không có vấn đề gì đâu. Anh à, lát nữa cứu Quốc Vũ mà chúng muốn đánh nhau thì phải làm sao? Trong tay chúng ta không phải còn có phụ nữ Nhật Bản kia sao? Cô ta thì có ích gì đâu. Em nhìn ra được bọn chúng hoàn toàn không quan tâm tới cô ấy, còn không nghe nhắc tới một câu nữa. Không sao, không sao đâu. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Matsumoto lần này thật sự tới là vì lá cờ đó. Hắn tuyệt đối không ngờ giờ hắn nằm trong tay của chúng ta. Một khi lá cờ tới tay, chúng ta đưa kê cô ra đó, có lẽ hắn sẽ kiêng nể hơn. Đúng. Người phụ nữ Nhật đó chính là con mài giúp chúng ta thoát thân. Cũng mong là như vậy. Sao lại mong là như vậy hả? Chắc chắn là như vậy rồi. Matsumoto đó, tuy hắn là tên súc sinh, nhưng dù gì cũng là con người. Hắn có thể mặc kệ vợ hắn sao? Chuyện này, nếu Hiểu Mùi Tử là người bị như vậy, cho dù lột 8 lớp da của tôi cũng chịu đựng. Để cứu được Quốc Vũ, em sẽ tìm cơ hội băm Matsumoto đó ra thành trăm mảnh, hả giận cho Quốc Vũ. Em gái, đến lúc đó anh giúp em.
Thưa ngài, chuyện bà kia cô thì sao? Lấy được lá cờ trước đã. Rõ. Thưa ngài, xin ngài yên tâm, đợi lấy được lá cờ rồi, tôi sẽ bắt đầu tấn công. Còn 30 phút nữa. Dài khoảng chừng này, rộng khoảng chừng này. Anh Quốc Văn, đợi đi. Nó rộng ra ngoài, hai bên còn rộng ra nhiều lắm. Là khoảng bao nhiêu? Mười phút cuối cùng. Để tôi. Rộng hơn, rộng hơn nó. Dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Còn 5 phút nữa. Sao Dương Mây Giá vẫn chưa ra vậy? Sắp về rồi. Chuẩn bị tấn công. Tới rồi, tới rồi. Trời ơi, tới rồi. Mau lên, mau lên. Nhanh đi Mây Giá, mau lên, mau lên. Nhanh lên một chút đi. Nhanh đi, nào. Nhanh lên, nào. Nhanh đi, nhanh đi. Giặc Nhật, lá cờ đây rồi, mau nhìn đi. Dừng tấn công. Đây là lá cờ mà các người muốn. Thả quốc chủ ra đi, mau lên. Thưa ngài, lá cờ của Nhật Hoàng bệ hạ hình như là có hơi sơ sài rồi. Thời gian ngắn như vậy, sao bọn chúng có thể làm giả được? Mau nhìn đi, đây là lá cờ các người muốn. Mau thả người ra đi. Sao vậy? Bọn chúng nhận rồi. Nhận rồi. Nhận rồi hả? Phải rồi, nhìn kia. Ôi anh vợ, anh vợ à. Sao vậy Mây Giá? Để cậu ta nghỉ ngơi một chút đi. Mau đổi người đi, đổi người đi. Nói với hắn đổi người. Mau lên, đổi người, đổi người. Nhanh đi, nhanh đi. Đổi người, đổi người. Đổi người đi. Mau đổi người. Đổi người nhanh đi. Làm theo lời cậu ta. Triệu Quốc Vũ, hôm nay cậu rất may mắn. Nhưng mà lát nữa tôi không đảm bảo được đâu. Để em đi. Đưa em đi em, đưa em. Mau lên đi. Em gái, anh vợ à, anh vợ. Em gái. Em gái à, trời ơi em giàu làm cái gì. Đưa cho anh đi, được rồi. Anh à, anh đừng có đi. Anh ở lại chăm sóc cho mấy người hiếu mùi tử đi. Giặc Nhật đứng đông như vậy, em làm sao mà đi được. Anh lo cái gì chứ. Mục đích của chúng không phải là lá cờ này sao? Với lại vợ của Master Moto không phải là vẫn nằm trong tay chúng ta sao? Em cứu chồng của em. Em phải cẩn thận đó. Anh vợ à, anh vợ. Anh vợ à. Ôi tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Anh vợ à, anh Quốc Vũ được cứu rồi. Mấy người các cậu sắp bấm chết tôi rồi đó. Nhẹ thôi. Tôi đã nói rồi mà, chỉ cần có tôi ở đây, mọi chuyện đều may mắn. Mọi chuyện đều may mắn. Mọi chuyện đều may mắn. Cậu đừng có nói nữa. Cậu làm lá cờ giống y như thật vậy đó. Đương nhiên rồi. Xem thử Phi Yến, xem Phi Yến có ổn không.
Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Quốc Dũng, qua đây. Cầm lá cờ qua đây trước. Thả người trước đi. Không được. Cầm lá cờ qua trước đi. Đừng đưa cho hắn. Thả người. Chạy mau. Mau lên, mau lên, nhanh đi. Quốc Dũng, chịu khổ rồi, chịu khổ rồi. Quốc Dũng, không sao chứ? Không sao, không sao. Mọi người nghe tôi nói đây. Chú Hai, chú dẫn người dân chạy mau đi. Chúng tôi yểm trợ mọi người. Chúng tôi không đi. Mọi người buộc phải đi. Bọn giặc không giữ lời hứa, lát nữa sẽ tấn công sơn trại. Tới lúc đó không kịp nữa đâu. Trưởng quan Triệu, cho dù có chết, chúng tôi cũng sẽ chết cùng với trại. Đúng rồi, đúng rồi. Mọi người nghe lời trưởng quan Triệu đi. Phải rồi đó. Kê cô tới rồi. Nhật Hoàng bệ hạ, cho dù ra sao cũng xin ngài thứ lỗi. Thưa ngài, đã lấy được lá cờ rồi, chúng ta không thể kiêng nể gì nữa. Chuẩn bị tấn công. Matsumoto, thưa ngài, bà Keiko vẫn còn sống. Bà ấy vẫn còn sống. Matsumoto, em biết chắc chắn là anh tới đây để cứu em. Matsumoto, thưa ngài, chuyện quan trọng nhất là an toàn của bà Keiko. Tôi sẽ đi thương lượng với họ. Tiếp tục tấn công. Thưa ngài, ngài vừa nói có cần tôi lặp lại cho cậu nghe không? Nhưng mà bà Keiko vẫn còn sống. Cô ấy còn sống. Đây là nỗi nhục của trung đoàn 3 chúng ta. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Matsumoto, anh thật sự muốn dứt bỏ em sao? Thưa ngài, xin thu hồi mệnh lệnh đi. Dù gì bà ấy vẫn còn sống. Sao có thể vì một người phụ nữ mà xúc phạm tôn nghiêm của chúng ta? Chỉ có thể làm vậy thôi. Nhưng mà
thân là quân nhân hoàng quân Nhật Bản, vinh dự và tôn nghiêm của đế quốc là cao cả nhất. Đừng để tôi lặp lại, lập tức tấn công đi. Rõ. Chuẩn bị tấn công. Nè, hắn nói gì vậy? Bọn giặc nói là muốn tấn công. Cái gì? Tôi không nghe nhầm chứ? Bọn giặc nói là muốn tấn công sao? Matsumoto, hãy tin tưởng em. Em vẫn trong sạch. Em không muốn chết. Kiko, em là hoàng thân quý tộc của đế quốc Nhật Bản. Sao có thể cam tâm thành tù binh của Trung Quốc được? Cho nên em kết thúc sinh mệnh mình đi. Hãy tha thứ cho anh. Ngày hôm nay anh sẽ đưa thi thể của em về quê hương, an táng chu đáo. Tấn công! Tấn công! Tất cả mau chạy đi, nhanh lên, rút đi, rút đi, nhanh lên, mau chạy đi, nhanh lên, rút đi, mau lên. Chính quỷ, đội trưởng, tiếng nổ từ trại Ngô Gia truyền tới. Mình đã có quốc quân, có người dân nữa, chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Tất cả tập hợp, mau đi, mau, nhanh, xông lên. Mọi người nhanh lên đi. Trưởng quan Triệu, cậu mau dẫn người đi qua bên này. Tôi dẫn người đi bên này. Lát nữa chúng ta tập hợp sau núi. Được rồi, mau nhanh đi. Chuẩn bị đi, mau lên. Đi. Thưa ngài, bà kia cô sẽ tha thứ cho ngài. Xông lên. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Giặc kia, chú Tư rút mau, nhanh đi, nhanh. Lão Tứ, hết đường rồi, phía trước là đường cùng rồi. Mau lên. Xem ra hôm nay không chạy được rồi. Đạn cũng đã hết. Không phải là cậu muốn quyết chiến một trận với giặc sao? Hôm nay tôi sẽ chiến đấu cùng với cậu.
Tôi muốn người sống báo thù cho Keiko. Em gái, ở đây không có chuyện của em. Em đưa chị dâu đi trước đi. Em không đi. Phi Yến, nghe lệnh cô nói đi. Đưa Hỷ Mùi Tử đi. Tôi nói là không đi rồi. Hỷ Mùi Tử, chị tự đi đi. Nhớ nhặt xác cho chúng tôi đó. Tôi không đi. Muốn chết thì cùng chết. Hỷ Mùi Tử, lát nữa trốn sau lưng của anh. Chỉ cần Hoàng Ma Tử Anh còn một hơi thở, ai cũng không thể động vào em, dù là một sợi tóc. Tấn công! Có chuyện gì vậy? Ai vậy? Thưa ngài, chưa rõ địch là ai, chúng ta rút thôi. Tấn công! Tấn công! Tấn công! Tiểu đội một, theo tôi. Nhanh đi, các đồng chí, rút đi, mau lên. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Thưa ngài, đằng trước rất nguy hiểm. Chúng ta rút thôi, xông lên. Tiếp tục tấn công. Tấn công! Nhanh đi! Lần này được cứu rồi. Anh à, đưa áo máu cho em. Làm cái gì? Quốc Vũ à, Quốc Vũ, em đi đâu vậy? Em phải giúp đỡ cho anh ấy. Cậu ấy đi đòi nợ của cậu ấy mà, đi theo cái gì? Thưa ngài, xin ngài thứ lỗi. So với thắng lợi của trận chiến, an nguy của ngài quan trọng hơn. Bảo vệ trung đoàn trưởng, rõ, rút lui. Trung đoàn trưởng! Tấn công! Rút đi, mau lên. Rút. Matsumoto, ân oán giữa hai chúng ta hôm nay phải giải quyết cho xong. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Đây là thứ trước đây ông đã áp đặt lên tôi. Hôm nay tôi trả lại cho ông. Ông buộc phải giơ nó cao lên. Còn nữa, trên cờ trắng này có in vết máu 13 anh em của tôi. Ông hướng về nó, dập đầu 13 cái. Hoàng quân Nhật Bản sẽ không bao giờ chấp nhận nỗi nhục như vậy. Nhát này là của Hầu Tử, nhát này là của Trư Hoa Tử, nhát này là của Nhị Trương, nhát này là của Hắc Đản Nhi, nhát này là của Đại Công.
Quốc Dũng, anh không sao chứ? Đã đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Đừng nhìn nữa, đừng nhìn. Tiểu đoàn trưởng Triệu, đây là Matsumoto sao? Cái thằng khốn kiếp này, Matsumoto, tao cho mày biết, mày nằm mơ cũng không thể ngờ lá cờ của Nhật Hoàng tụi bay là tự tay tao làm đó, biết chưa? Mày cầm đi mà liệm xác. Đáng chết. Anh Dương Bán Tiên, tôi nói cho cậu nghe, hắn là kẻ đã giết chết Đuyền Muội Tử. Hắn giết chết chị dâu tôi sao? Tao cho mày chết. Tao giết mày, mày giết chị dâu tao sao? Tao giết mày. Tàn thế à? Chúng ta giữ sức đánh thêm nhiều tên giặc khác. Tao đập chết mày. Được rồi, được rồi, Quốc Dũng, lần này cô Nhiêm báo được thù rồi. Giết một mình Matsumoto vẫn chưa đủ, phải giết sạch toàn bộ giặc Nhật mới có thể báo thù triệt để. Đúng vậy. Quốc Dũng, tiểu đoàn trưởng, Quốc Dũng, anh vẫn còn sống. Hai người họ biết nhau sao? Chú hai, Sơn Nha Tử. Chú hai à, Sơn Nha Tử.